Nằm trong chuỗi chương trình chăm sóc người cao tuổi vừa qua, Hội Người Cao Tuổi quận Đống Đa đã phối hợp cùng Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho người cao tuổi trên địa bàn quận. Theo đó, hàng trăm người cao tuổi trên địa bàn quận Đống Đa đã được thử máu, đo huyết áp, siêu âm, chụp X-quang, tham vấn bác sĩ chuyên khoa xung quanh các vấn đề về sức khỏe người cao tuổi. Theo kết quả điều tra quốc gia về người cao tuổi Việt Nam, có đến 26,1% người cao tuổi không có bất cứ loại bảo hiểm y tế nào, trên 51% người cao tuổi không đủ tiền chi trả cho việc điều trị. Nhiều người cao tuổi có tâm lý e ngại, chần chừ, không có thói quen khám sức khỏe định kỳ. Thậm chí nhiều người cao tuổi hoàn cảnh khó khăn, không có đủ kinh phí chi trả cho các dịch vụ khám sức khỏe định kỳ. Nhiều người cao tuổi chỉ đến bệnh viện khi có dấu hiệu bất thường về sức khỏe. Phúc Xá là một cái vùng khó khăn, đông dân cư. Và cái người được chế độ rất khó khăn, không có chế độ gì cả, lương hưu không có, bảo hiểm không có, xã hội, chế độ xã hội không có, cho nên là nguyện vọng các cụ là hôm nay được rất vinh dự được đi khám với tâm tư là rất nhiệt tình, vì lâu lắm mới có được cái vụ khám như thế này để kiểm tra tổng thể sức khỏe các cụ. Tại Hà Nội hiện có 1,2 triệu người cao tuổi, chiếm 15% tỷ lệ dân số, tốc độ gia tăng người cao tuổi ở mức 5%. Để ứng phó với vấn đề già hóa dân số, thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch số 93 KHUBND về việc triển khai thực hiện đề án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn 2017-2025 trên địa bàn. Trong đó, triển khai đồng bộ các chính sách quy định về người cao tuổi của nhà nước và chính phủ trên toàn thành phố. Trong bối cảnh an sinh xã hội không đáp ứng kịp tình trạng già hóa dân số, thì việc vận động các nguồn lực xã hội trong chăm sóc người cao tuổi là hết sức cần thiết. Là một cơ sở y tế tư nhân thì luôn luôn là muốn chung tay với nhà nước, với hệ thống y tế công cũng như là các cơ quan ban ngành đoàn thể khác về việc chăm sóc sức khỏe cho người dân nói chung và đặc biệt là người cao tuổi nói riêng. Thông qua đây thì muốn là bản thân các cụ cũng tự nâng cao được cái ý thức về sức khỏe cho bản thân. Ngoài ra thì cũng muốn là cổ vũ cái tinh thần của con cháu, gia đình, cũng động viên cho các cụ để các cụ có được cái sự quan tâm về cái tinh thần sức khỏe. Toàn bộ kinh phí cho buổi khám chữa bệnh này là từ nguồn lực xã hội hóa. Người cao tuổi được hưởng lợi ích khám chữa bệnh miễn phí, doanh nghiệp xã hội được thể hiện vai trò trách nhiệm với cộng đồng, an sinh xã hội được san sẻ gánh nặng. Thế nhưng, cho đến nay, việc huy động các nguồn lực xã hội tham gia vào công tác chăm lo sức khỏe cho người cao tuổi hiện nay vẫn dừng lại ở mức tự phát, rời rạc, không có một chiến dịch kế hoạch chỉ đạo cụ thể. Thời gian tới, cần có sách lược rõ ràng hơn từ phía Hội Người Cao Tuổi các cấp để huy động tích cực hơn nữa các doanh nghiệp tư nhân, kêu gọi các tổ chức xã hội thực hiện trách nhiệm chung tay vì người cao tuổi, ứng phó với già hóa dân số.